Ngày 10 tháng 7, cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu để bầu ra 125 thành viên mới ở Thượng viện. Trong cuộc bầu cử này, thì Liên minh cầm quyền giữa đảng LDP của Thủ tướng Kishida Fumio và đảng Công minh chỉ đặt mục tiêu duy trì thế đa số ở Thượng viện. Và theo giới phân tích, thì đây là mục tiêu khá khiêm tốn và Liên minh cầm quyền có thể sẽ hoàn thành mục tiêu này một cách dễ dàng. Thượng viện Nhật Bản có tổng cộng 248 ghế, trong đó 50% số ghế được bầu lại theo định kỳ 3 năm một lần. Trong cuộc bầu cử năm nay, có 125 trong số 248 ghế sẽ được bầu lại, trong đó có 74 ghế được bầu trực tiếp ở các khu vực bầu cử, 50 ghế được bầu theo hình thức đại diện tỷ lệ và một ghế được bầu bổ sung ở tỉnh Kanagawa. Tham gia cuộc chạy đua vào Thượng viện có 545 ứng cử viên, cao nhất từ trước tới nay. Hiện tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng NDP và nội các của Thủ tướng tướng Kishida đều đang khá cao, trong khi phe đối lập đang bị chia rẽ nghiêm trọng. Kết quả thăm dò dư luận từ ngày 22 tháng 6 đến nay cho thấy liên minh cầm quyền có thể sẽ giành đa số ghế ở Thượng viện sau cuộc bầu cử này. Vấn đề được quan tâm nhất trong cuộc bầu cử năm nay là liệu phe ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp có thể giành được đa số ghế, tức là 2 phần 3 ghế ở Thượng viện sau bầu cử hay không. Đây là điều kiện tiên quyết để Thủ tướng Kishida khởi động tiến trình sửa đổi hiến pháp ở Quốc hội. Xuất khẩu công nghệ quốc phòng của Ấn Độ đã đạt gần 1,64 tỷ đô la Mỹ trong tài khóa 2021-2022, trong đó thì 70% là đóng góp từ khu vực tư nhân. Xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ trong giai đoạn 2021-2022 chứng kiến sự gia tăng đáng kể so với tài khóa trước, chủ yếu sang Mỹ, Philippines Đông Nam Á, Tây Á và Châu Phi. Doanh thu 1,6 tỷ đô la từ xuất khẩu công nghệ quốc phòng cũng cao gần gấp 8 lần con số của 5 năm trước. Tháng 1 vừa qua, Ấn Độ đã ký thỏa thuận lớn trị giá 375 triệu đô la nhằm xuất khẩu tên lửa hành trình siêu thanh Bradmos cho Philippines, mở đường cho nhiều giao dịch tương tự với nước này cũng như với các quốc gia khác trong ASEAN. Cơ quan an ninh Ukraine thông báo nhà chức trách nước này đã thu giữ số tài sản trị giá hơn 71 triệu đô la Mỹ thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Rosneft, tập đoàn năng lượng Gazprom và tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom của Nga. Cơ quan an ninh Ukraine cho rằng Nga đã sử dụng một phần lợi nhuận thu được từ tài sản của các tập đoàn Rosneft, tập đoàn năng lượng Gazprom và tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom để chuẩn bị cho kế hoạch phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng thời cấp ngân sách cho các hoạt động tình báo. Hiện Điện Kremlin cũng như các tập đoàn chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Chính phủ Ukraine cho rằng công cuộc tái thiết nước này có thể tiêu tốn khoảng 750 tỷ đô la và nguồn lực chủ yếu cho nỗ lực này là những tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài.